Angelina Jolie hạ mình, năn nỉ chồng cũ buông tha. Thông qua luật sư, Angelina Jolie muốn chồng cũ Brad Pitt hủy bỏ vụ kiện chống lại cô liên quan đến đối tượng trung tâm của vụ kiện tụng là nhà máy rượu vang Chateau Miraval tại Pháp. Cụ thể, ngày 17 tháng 7, trong tuyên bố gửi cho bassist Paul Murphy, đại diện pháp lý của Angelina Jolie có ý chỉ trích Brad Pitt tham lam khi nắm quyền kiểm soát toàn bộ tài sản chung, điền trang Chateau Miraval ở Pháp, cũng như công việc kinh doanh nhà máy rượu vang, nhưng vẫn đòi hỏi lợi ích nhiều hơn và kiện nữ diễn viên 49 tuổi, đòi 67 triệu đô, cộng với khoản bồi thường thiệt hại. Khi làm như vậy, Pitt đặt thẳng vấn đề tại sao anh ta lại cố gắng trừng phạt và kiểm soát Angelina bằng cách yêu cầu một NDA, thỏa thuận không tiết lộ được mở rộng để che đậy hành vi sai trái và lạm dụng cá nhân của anh ta. Những hành động đó là trọng tâm của các thủ tục tố tụng này. Chúng tôi không hề ngạc nhiên khi ông Pitt ngại lật lại những tài liệu chứng minh những sự thật này. Angelina một lần nữa yêu cầu ông Pitt chấm dứt cuộc chiến và đưa gia đình vào con đường hàn gắn rõ ràng. Trừ khi ông Pitt rút đơn kiện, Angelina không còn cách nào khác là phải thu thập bằng chứng cần thiết để chứng minh những cáo buộc của anh ta là sai, Murphy nhấn mạnh. Brad Pitt đệ đơn kiện vợ cũ vào năm 2021 sau khi người đẹp Wanted quyết định bán cổ phần của cô tại nhà máy rượu vang Chateau Miraval cho tài phiệt Nga. Nam diễn viên sinh năm 1963 cáo buộc Angelina vi phạm thỏa thuận giữa họ là phải báo trước và cho anh ưu tiên mua trước. Vào tháng 4, Angelina phản hồi Brad Pitt từ chối mua cổ phần của cô trong tài sản chung vì cô không chấp nhận điều kiện ký NDA mở rộng, trong đó yêu cầu nữ diễn viên im lặng về hành vi bạo hành của anh đối với cô và các con. Luật sư của Brad phủ nhận cáo buộc trên, đồng thời tố ngược Angelina mới là người có thói quen bắt người khác ký NDA. Luật sư của nam diễn viên còn yêu cầu Angelina công khai tất cả văn bản đó bởi chúng có thể chứng minh được Brad không có lỗi. Tuy nhiên, Angelina không đồng ý với lập luận xâm phạm quyền riêng tư của các bên thứ ba. Brad Pitt đã thuyết phục được thẩm phán Leah Martin của tòa thượng thẩm Los Angeles. Trong phiên tòa vào cuối tháng 5, nữ thẩm phán yêu cầu nữ diễn viên chuyển giao tất cả NDA mà cô đề xuất hoặc do người khác đề xuất với cô, bất kể chúng đang trong tình trạng nào, trong khoảng thời gian 8 năm từ 2014 đến 2022 cho phía Brad Pitt. Thời hạn đặt ra là trong vòng 60 ngày. Kể từ phán quyết cuối cùng, Angelina Jolie và đội luật sư không có phản hồi gì cho đến ngày 17 tháng 7. Theo tuyên bố mới nhất, người đẹp dường như chưa thực hiện yêu cầu từ phía tòa án và cũng không có ý định giao các tài liệu bí mật cho chồng cũ. Angelina Jolie và Brad Pitt gặp nhau vào năm 2004 khi quay phim Ông Bà Smith. Sau 10 năm mặn nồng bên nhau, họ tổ chức đám cưới với sự tham dự của 6 người con ruột và con nuôi, bao gồm Margot, Patin, Zara, Zeller, Knox và Vivian. Hôn nhân của cặp đôi tan rã sau một chuyến bay riêng, nữ diễn viên cáo buộc tài tử trở nên hung bạo và ngược đãi vợ con. Angelina gửi đơn ly hôn vào tháng 9 năm 2016 và lý do cô đưa ra ở thời điểm đó là vì sức khỏe của gia đình, yêu cầu được toàn quyền nuôi con của cô được chấp thuận. Nhưng sau đó, Brad quyết liệt đòi quyền nuôi con chung. Cặp đôi nổi tiếng tiếp tục bổ sung các đơn kiện lên tòa án với nhiều tình tiết mới, trong đó có vụ kiện liên quan đến nhà máy rượu. Họ cũng khẩu chiến gia dạng thông qua các kênh truyền thông. Mới đây xuất hiện thông tin cặp đôi ly hôn một phần vì cách nuôi dạy con cái rất khác nhau. Nguồn tin khẳng định nam diễn viên Fat Love 60 tuổi muốn 6 đứa con của mình lớn lên có khuôn khổ và có nhiều quy tắc hơn. Về phần mình, ngôi sao Maleficent 49 tuổi lại muốn các con có nền giáo dục khác biệt và muốn bọn trẻ tự lập hơn và có trách nhiệm với lịch trình của riêng mình ngay từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết bộ đôi này luôn có cùng tầm nhìn về tương lai của con cái họ.